Thưa quý vị, và đây chính là ứng cử viên thứ ba trong ngày hôm nay, một cô gái rất xinh xắn. Xin chào Trâm Anh. Dạ, chào anh. Một cô gái rất xinh xắn và màu trắng chắc chắn là màu cô ấy rất yêu thích, đúng không? Đúng dạ, là vâng. Anh nói màu trắng là màu em rất thích màu trắng. Tại sao em thích màu trắng? Nó thể hiện cái sự đơn giản anh. Oh. Tinh tế, em thấy cảm thấy màu trắng rất là đẹp, màu trắng nó tương lai tươi sáng hơn ạ. À, em thích sự tươi sáng hơn. Dạ. Như vậy sự tươi sáng nó đã được thể hiện qua những mối tình trước đây của em chưa? Thật là đáng tiếc là nó chưa thể hiện được. Vẫn chưa à? Dạ vâng. Với những mối tình đó, thời gian kéo dài nhất là bao lâu? 2 năm ạ. Tại sao nó tan vỡ? Tụi em không có sự chia sẻ lẫn nhau và bạn ấy là ở xa em. Yêu xa hả? Dạ vâng. Nếu bây giờ lại tiếp tục gặp gỡ một trường hợp như vậy, em có chấp nhận sẵn sàng cởi mở trái tim của mình hay không? Em sẵn sàng. Tại sao? Em sợ. Em không sợ. Vì thật sự là thế giới này đâu có gì đáng sợ đâu anh. Mình cứ phải trải nghiệm mình mới thấy cuộc sống thật tươi đẹp. Cảm ơn em, anh rất thích sự lạc quan của em. Dường như là ứng cử viên này là một trong những ứng cử viên khá sáng giá khi có chiều cao khá lý tưởng. Em cao 1m mấy? Em cao 1m58 ạ. 1m58? Dạ. Và công việc của em hiện tại là gì? Em đang là kế toán ạ. Đối với em, một người đàn ông lý tưởng đối với em là như thế nào? Là một người quyết đoán. Quyết đoán? Có sự nghiệp vững vàng. Biết chia sẻ với bạn đời của mình. Ba yếu tố đó đều tập trung hết cho nam chính của chúng tôi. Em có khá nhiều bản lĩnh và sự tự tin. Dạ. Hãy tận dụng điều này. Dạ vâng. Và bộc lộ hết tất cả những ưu điểm. Bởi vì ngay sau đây sẽ là khoảnh khắc để em gặp gỡ nam chính của chúng tôi và giao tiếp bằng ngôn ngữ với nhau. Và bây giờ thì em cứ bình tĩnh ngồi đây nhé. Dạ. À, chút xíu. Dạ vâng ạ, chào anh. Rồi Tùng ơi, bạn có thể ngồi ở chiếc ghế này. Một không gian rất đẹp, một không gian rất đẹp, rất lãng mạn. Và đây chính là một trong những chất xúc tác để cho đôi trẻ sẽ có 10 phút để giao lưu với nhau. 10 phút bắt đầu. Em chào anh, em tên là Trâm Anh, em 28 tuổi, hiện em đang là kế toán. Sau khi đọc profile của anh thì em rất là ấn tượng về anh. Thì em cảm nhận là sở thích của em và anh rất là giống nhau. Em thích nhất là cái tính cách là thích giúp đỡ người khác của anh. Không biết là anh thường hay làm gì để giúp đỡ người khác à? Thì trong công việc anh cũng hỗ trợ cho những đồng nghiệp của mình, những anh em trong công việc. Với lại những khi mà có thời gian rảnh rỗi thì anh cũng theo nhóm bạn của anh đi làm từ thiện. Vâng, em cũng rất thích đi làm từ thiện. Thường là mỗi tháng em đi một lần. Nếu có dịp thì em mong thì sau này chúng ta có thể cùng nhau đi từ thiện. Trâm Anh quê đâu em? Em quê gốc của em là ở Huế, nhưng mà em sinh ra là lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh anh. Thì cái quan điểm trong tình yêu á, thì không biết là Trâm Anh có nghĩ đến một cái mối quan hệ lâu dài hay là như thế nào? Thật sự thì em đương nhiên là em muốn một cái mối quan hệ lâu dài. Và em mong là trong mối quan hệ yêu đương thì em mong là hai bên cùng tin tưởng và chia sẻ với nhau. Thì quan niệm của anh trong tình yêu á, cũng là cái sự chân thành về cái sở trường của mình á. Dạ. Thì Trâm Anh có cái sở trường nào không? Thật sự thì em thấy là cái gì em cũng biết một ít hết. Là em biết hát, em biết nhảy, em thích đọc sách, em thích khám phá và em thích du lịch. Anh thích du lịch chứ? Anh thì rất thích đi du lịch. Anh thường hay đi du lịch không? Anh đó thì lúc trước anh cũng đi làm đi du lịch nhiều, nhưng mà thời gian này á thì công việc của anh nó bận bịu quá nên cũng ít em. Là những khi á mà em buồn á, dạ, thì em thường làm gì? Thường thì em sẽ không để nỗi buồn đó ảnh hưởng đến mình nhiều. Em sẽ suy nghĩ tích cực hơn về nỗi buồn đó, tại vì một sự việc xảy ra thì thường có hai cái mặt. Tích cực và tiêu cực. Nếu mà mình nghĩ tích cực thì cái mặt tích cực đó sẽ đến với mình. Vậy còn khi mà em tức giận á, một điều gì đó đó, thì cái phản ứng của em đối với lại cái sự việc và đối với lại những người xung quanh thì như thế nào? Em ít khi tức giận. Nếu mà có tức giận quá thì em sẽ nói. Và lúc đấy sau rồi em một lát nữa là em sẽ quên, hoặc là em không nói gì cả. Rồi một hồi là em quên mất tiêu ạ. Dạ. Thì hôm nay đến với chương trình á, anh cũng có món quà nhỏ để anh tặng cho Trâm Anh. Đây 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 đây, để shipper đem cho. Em cảm ơn anh rất nhiều. Em có thể mở món quà này ra không ạ? Dạ, cứ tự nhiên. Oh. Rất dễ thương. Bà lấy ra nào. Một vòng tay
Anh ơi, anh có thể đeo giúp em không? Ở đây đây đây, để em shipper đeo. Em muốn anh ấy đeo. Chưa được theo luật của chương trình á, là chúng ta chưa được tiếp xúc hình thể với nhau. Nên dạ, rapper sẽ thay mặt cho ba của chú rể nha. Dạ, đeo cái vòng này vô. Đây là tình cảm của Thanh Tùng dành cho bạn. Đây, rất dễ thương. Dễ thương, đẹp quá. Em cảm ơn anh rất nhiều. Các bạn chỉ còn có một phút thôi đó. Nào, còn món quà gì nữa nào? Thì trước khi chia tay thì em có một món quà nhỏ tặng anh, là em muốn tặng anh một bài hát. Hy vọng anh sẽ thích bài hát này. Cảm ơn em. Từ bao lâu nay em cứ mãi cô đơn bơ vơ, bao lâu rồi ai đâu hay. Ngày cứ thế trôi qua miên man, riêng em một mình nơi đây. Những phút giây trong tầm tay, chờ một ai đó đến bên em, lặng nghe những tâm tư này. Sau khi gặp anh Tùng thì mình cảm thấy là rất muốn là sẽ được tìm hiểu anh Tùng nhiều hơn. Vì mình cảm thấy là mình giữa anh Tùng là có rất nhiều điểm tương đồng. Bây giờ mình cảm thấy là mình với anh Tùng hợp nhau đến 90%. Cái lợi thế đầu tiên của em đó là được gặp và nói chuyện với anh Tùng đầu tiên. Cái bất lợi của em là em chưa được chuẩn bị kịp. Hai bạn đối thủ của em á, một bạn á thì nói chuyện á rất là thu hút, còn một bạn á thì á dễ thương, nói chuyện ngọt ngào, còn em thì thiếu hai điểm đó. Em là cô gái thứ ba nên có nhiều cái bất lợi, nhưng mà em cũng tự tin là mình sẽ chiếm được tình cảm của anh Tùng. Còn đối với hai bạn cùng chơi thì em cảm thấy hai bạn ấy cũng rất là xinh đẹp và cá tính. Đó cũng là một đối thủ nặng ký ạ. Em hy vọng là anh Tùng có thể chọn em. Em vẫn hy vọng là anh Tùng sẽ chọn em. Đây chính là khoảng cách gần nhất khi bạn có thể nhìn được ngoại hình của ba cô gái này. Ba ứng cử viên rất xinh đẹp, rất dễ thương của chúng tôi, sở hữu ba nhan sắc khác nhau, ba chiều cao khác nhau. Như vậy bạn đoán ngay từ những ánh nhìn đầu tiên, bạn đoán xem đâu là bạn Trâm, đâu là bạn Vi và đâu là bạn Trâm Anh. Theo như em đoán á, thì đầu tiên em gặp là bạn Trâm. Bạn Trâm thì lúc nãy anh Hoàng có nói với em là đặt ra một cái trường hợp á, nếu như mà người yêu của mình mà hơi thấp thì em nghĩ có vẻ là bạn Trâm là có cái chiều cao hơi khiêm tốn so với lại hai bạn còn như lại. Như vậy là bạn đoán là cô gái ở giữa là bạn, dạ, Trâm. Chúc mừng bạn, đó là câu hỏi tung quả mù của Hoàng Rapper thôi. Rồi tiếp nào. Vậy tiếp là nào. Em đón sai hả anh? À, không, cứ đi. Em chỉ gỡ thôi. Lý do gì? Về cô gái thứ hai, bạn Vi, thì bạn Vi này á là làm về kinh doanh. Trong hai bạn còn lại này nè, nếu mà một người nhân viên văn phòng á thì chắc có thể là bạn Trâm Anh là người mặc áo trắng. Và bây giờ thì sẽ là giây phút để mắt chạm mắt. Bạn này đoán đúng hết rồi còn sẽ đâu. Sống có một đủ mạnh hay không? Chuẩn bị sẵn sàng nhé. Xin mời ba người đẹp quay lại phía sau. Hú hồn chưa? Trời ơi nè, đó, MC Hoàng Rapper đứng bên cạnh mà thấy tôi lu mờ hẳn luôn. Anh ấy quá đẹp trai, quá điển trai, cao ráo và thành đạt nữa. Và giới thiệu với Tùng, những suy đoán của bạn đều chính xác hết. Nếu như được tiếp xúc bằng hình thể với ba cô gái này một cách tế nhị nhất thì bạn sẽ lựa chọn hành động nào? Em sẽ muốn được chạm tay. Chạm tay. Xin mời bạn. Em nghĩ là một cái nắm tay cũng quan trọng lắm ấy. Tùng còn muốn chạm tay tôi không? Các bạn đưa ra dự đoán đi, Yumi. Bạn dự đoán là anh chàng Thanh Tùng này sẽ nói lời tạm biệt với cô gái nào, trong khi cả ba cô gái là ba màu sắc hoàn toàn khác biệt nhau. Dạ, em nghĩ là cái nắm tay nó cũng rất là quan trọng. Đây cũng có thể là một cái cảm giác cuối để anh ấy xác nhận lại xem là cái quyết định của mình nó có đúng không. Trai, em sẽ chọn à? Em nghĩ là chắc là sẽ chọn cái thôi, loại chứ, loại hả? Loại một người. Nếu như mà là loại thì em nghĩ là cái bạn mà thấp nhất sẽ bị loại đó. Bị loại ai? Em cũng nghĩ giống như trai, là bạn thấp người và bạn Trâm, và hai là bạn Vi, thì một trong hai người đó thôi. Em nghĩ là bạn áo trắng là có cái khả năng được chọn và được giữ lại. Sao vậy? Thấy con Vi đẹp mà. Nhưng mà Trâm Anh lợi thế nhiều hơn, cũng cao hơn, cũng lanh lợi hơn, dạ, chủ động hơn.
nếu như mà là nói về lý do tại vì ngoại hình mà phải loại thì cũng không đúng. Tại vì căn bản là xem cả ba clip luôn thì là em thấy được là cái phản ứng, mình gọi là cái phản ứng hóa học đi, là giữa cái bạn nam với lại cái bạn nữ áo trắng là nó có vẻ ok nhất. Tại vì là căn bản là hai bạn đầu tiên là bạn nam đều là cười gượng cả, lúc đó cười tươi phải không? Và khi mà trao đổi thông tin thì bạn nam không có, em thấy không có cởi mở nhiều như là cái bạn cuối cùng. Thì bây giờ mình đang chọn người loại mà, vậy người thì loại. Người còn lại phải loại người gì? Thì đúng rồi. Dạ đó, đúng rồi, một trong hai cô áo đỏ em đoán vậy. Rồi Trâm và Vi sẽ bị loại một người. Dạ. Em đến với chương trình này thì em cũng muốn tìm cho mình một người mà sau này mình em có thể đi với người đó lâu dài á. Nếu em tìm được một người thích hợp với em, em nghĩ là khoảng trễ nhất là cuối năm sau. Vâng, em cũng rất thích đi làm từ thiện, thường là mỗi tháng em đi một lần. Nếu có dịp thì em mong là sau này chúng ta có thể cùng nhau đi từ thiện. Và bây giờ, Thanh Tùng, bạn sẽ dành tặng đóa hoa hồng màu vàng tượng trưng cho tình bạn để nói lời tạm biệt với một trong ba quý cô đây. Bông hoa này anh sẽ tặng cho Trâm. Biết ngay mà. Anh sẽ tặng cho Trâm. Anh thấy là có lẽ bạn Vi với lại bạn Trâm Anh á có nhiều điểm phù hợp với anh hơn. Nhạc một luôn. Anh nghĩ là anh với em á sẽ giữ cái mối quan hệ bạn bè với nhau và mình á sẽ có một cái tình bạn đẹp hơn. Thấy trong Trâm á nó có một cái cảm giác mà nó giống như á là cái tình cảm của anh em nhiều hơn. Cảm xúc của hiện tại của mình thì có hơi buồn ạ. Nhưng mà chắc có lẽ là có duyên nhưng không có phận. Mình chúc anh Tùng sớm tìm được hạnh phúc ạ. Ngọc Trai cũng như là Yumi đều đoán đúng là nhân vật phải nói lời tạm biệt đó chính là cô gái Ngọc Trâm, một cô gái nhỏ bé nhưng rất xinh xắn và đặc biệt là rất là khéo tay. Nấu ăn ngon. Ngọc Trâm cũng sẽ tìm được một anh chàng nào đó phù hợp với mình hơn. Tại vì hai cô kia có chưa nấu thôi chứ đâu phải là cô nấu không ngon. Biết đâu qua cái phần này cái cổ nấu ngon sao, cũng ngon vậy sao, đúng không? Bây giờ cả hai ứng viên xinh đẹp đều đang bước vào hai vòng trong. Hai cô này ngang nhau đó. Dạ. Căng thẳng đó. Bây giờ thì Tường cũng rất là hồi hộp, mà chắc là hai bạn này cũng rất là hồi hộp. Nhưng mà Hoàng Rapper cũng đâu biết kết quả đâu. Dạ đúng vậy. Theo đúng quy luật của chương trình thì chúng tôi chỉ được đồng hành cùng với tất cả ứng cử viên và những nhân vật chính trong những vòng đầu mà thôi. Những vòng sau tất cả những nhân vật trong cuộc phải cố gắng làm sao bằng chính năng lực của mình để chứng tỏ được tình cảm chân thành nhất. Vậy thì chúng ta phải chờ đón tập tiếp theo ở tuần sau để xem là cuối cùng thì anh Tùng này sẽ chọn ai quý vị nhé. Hãy nhớ khung giờ rất là quen thuộc của chúng tôi đó là 20:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Và cũng mong là hai vị khách mời của chúng tôi đó chính là Yumi và Ngọc Trai cũng sẽ đúng hẹn để chúng ta tuần sau gặp gỡ trở lại. Và nếu như quý vị nào bỏ lỡ chương trình ngày hôm nay, xin mời tiếp tục theo dõi chương trình qua cổng thông tin là Love TV cũng như là kênh YouTube MTV Media cùng với Lucky Me và Yêu Là Chọn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.